Xin chào quý khán giả thân yêu của Việt Quốc Channel. Bản tin chính ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị có nội dung như sau. Các tỉnh biên giới phía Bắc đang gặp nguy, quân đội Bắc Kinh đang chĩa thẳng tên lửa vào Việt Nam. Vừa trên biển, vừa trên đất liền, Trung Quốc luôn tìm cách lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam. Xưa nay, Trung Quốc vẫn vậy, vẫn là hành động như một kẻ hung đồ, bất chấp pháp luật quốc tế. Biết Việt Nam không được Mỹ hỗ trợ, Trung Quốc quyết tâm đe dọa và lấn tới. Họ chuyển tên lửa đến các vùng sát biên giới Việt Nam rồi khiêu khích. Nếu lãnh đạo Việt Nam lo sợ mà nhường bộ, thì họ lại làm mất một viên đạn mà lấn tới. Trò hù dọa cú rích này. Tuy nhiên, trong lãnh đạo Việt Nam vẫn còn đâu đó những người hèn nhát, nên Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ hành động này. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng tôi muốn mang đến cho quý vị một bản tin quan trọng, đó là quân đội Bắc Kinh lại một lần nữa giở chiêu trò cú rích khi ná hàng loạt tên lửa sang các tỉnh biên giới nước ta. Mục đích của Trung Quốc thì chẳng nói ra, thì người Việt Nam ta ai cũng biết, đó là muốn ép Việt Nam ta phải nhường bộ phận lãnh hải trên Biển Đông hoặc khai thác dầu khí với Trung Quốc. Được biết, tình báo Hoa Nam Trung Quốc đã nắm được tin tức Việt Nam ta đã có kế hoạch cho Mỹ thuê cảng Cam Ranh, còn cho Nga khai thác chung các mỏ dầu khí ở Biển Đông nếu Trung Quốc tấn công lãnh hải của Việt Nam, tức là đồng chạm đến quyền lợi của Nga và Mỹ. Lúc đó, Việt Nam chẳng cần đụng chân tay, thì Nga và Mỹ đã nhảy ra đánh cho Trung Quốc, bởi đây chính là kế sách của Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam đưa ra trong buổi họp của Trung ương cách đây ngày hôm qua. Đang vấp phải sự phản kháng quyết liệt của một số quan chức cấp cao của Việt Nam thân Tào Khửa, số quan chức này sợ Trung Quốc hơn là sợ cha chúng nó. Chết đến mức độ bản thân chúng không bao giờ dám nhắc đến hai từ Trung Quốc. Tướng Bùi Cao Khánh cũng nói rằng một số quan chức thân Tào Cộng đã làm hoen ố lịch sử của Việt Nam. Bọn chúng ăn tiền lương của nhân dân Việt Nam, nhưng là đi phục vụ cho lợi ích của Tàu Cộng. Ông nhấn mạnh cần loại bỏ tất cả những quan chức thân Tàu ra khỏi hàng ngũ lãnh đạo để có một hội nghị diễn hồng đúng nghĩa. Lúc nào cũng sợ quân Tàu Cộng thì chưa đánh đã thua, từ tư tưởng thua ra. Bởi vậy, kẻ nào dám đi ngược lại chính sách cứng rắn chống Trung Quốc thì thanh trừ luôn tại chỗ. Trong nhiều ngày qua, quân đội Trung Quốc đã lộng hành hơn khi tấn công ở nhiều mặt trận. Trong đó, mặt trận phục hồi những tổ chức phản động cũng là kế sách nguy hiểm của chúng. Lực lượng này tuy không dám đánh trận lớn, nhưng chúng làm bà con miền biên cương hoảng loạn. Bởi vậy, các tổ chức vẫn đi vào từng bản làng người dân tộc giải thích cho bà con hiểu. Theo thông tin từ Twitter của tờ South China Morning Post, truyền hình ảnh vệ tinh cho thấy một căn cứ tên lửa đất đối không được hoàn thiện ở huyện Đinh Minh là một huyện thuộc thành phố cấp địa, xung tá của khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, trùng khớp cách biên giới Việt Nam khoảng 20 km. Vào đầu năm 2021, nếu hai nước Việt Trung xảy ra xung đột, thì căn cứ tên lửa này trực tiếp đe dọa ba tỉnh phía Bắc là Lạng Sơn, Cao Bằng và Quảng Ninh. Điều này cho thấy Trung Quốc đã rút kinh nghiệm trong trận thua lịch sử với Việt Nam vào tháng 2 năm 1979. Chiến thuật chiến tranh biển người của Trung Quốc không có tác dụng với những vũ khí có hỏa lực mạnh và sát thương cao. Ngày nay, mục đích của Trung Quốc lập căn cứ tên lửa này nhằm mục đích răn đe Việt Nha Trang. Thái độ Việt Nam trong thời gian gần đây, nhất là trên vấn đề Biển Đông, Việt Nam ngày càng cứng rắn hơn trong quan điểm của mình đối với chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và các điểm nóng trên Biển Đông. Việt Nam đang đa dạng hóa, đa phương hóa với tất cả các nước để đảm bảo an ninh khu vực ở Biển Đông. Ở Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương, Trung Quốc đã hoàn toàn thất vọng với Việt Nam kể từ năm 2014. Trung Quốc hạ đặt tràn quan HD981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trung Quốc nghĩ rằng Việt Nam sẽ phản đối bằng phương pháp ngoại giao thông thường. Và không ngờ, Việt Nam cử các tàu chấp pháp ra ngăn cản hết sức quyết liệt. Tàu cảnh sát biển và kiểm ngư của Việt Nam sẵn sàng đâm va vào giàn khoan HD981. Động thái quyết đoán trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc đã làm chính quyền tại Bắc Kinh như gà mọc tóc. Nằm ngoài dự tính, nên Trung Quốc đều có tàu khu trục, tàu hậu vệ, tên lửa và các loại tàu quét mìn đối phó với tàu chấp pháp và tàu đánh cá của Việt Nam, khiến thế giới ngỡ ngàng và Trung Quốc hoàn toàn bị động, thậm chí còn mắt mù Việt Nam. Vào thời điểm đó, Việt Nam chỉ báo động cho toàn bộ tàu hậu vệ tên lửa, tàu ngầm Kilo, tên lửa hành trình bảo vệ bờ biển và các máy bay chiến đấu khủng tiêm kích liên tục cất cánh và hạ cánh ở căn cứ quân sự Cam Ranh để gửi thông điệp cho Trung Quốc hiểu rằng tất cả đã được kích hoạt và luôn sẵn sàng chiến đấu. Ngoài ra, Việt Nam còn liên tục tổ chức các hội thảo và đưa nhà báo quốc tế ra khu vực hạ đặt giàn khoan phi pháp của Trung Quốc. Các hình ảnh cho thấy tàu hải cảnh, tàu đánh cá, tàu dân quân biển và các loại tàu chiến của Trung Quốc
liên tục được đăng tải trên các phương tiện truyền thông của quốc tế, tạo ra hiệu ứng phản đối dây chuyền của quốc tế, cho thấy Trung Quốc sử dụng tàu chấp pháp, tàu gỗ, Trung Quốc đã biết mắc bẫy Việt Nam, cuối cùng chấp nhận đau đớn và nhục nhã, rút giàn khoan về nước để giữ lại một chút thể diện cuối cùng của đất nước, 1,4 tỷ dân trước thế giới văn minh, vẫn còn những người lãnh đạo thời phong kiến bá quyền tại Bắc Kinh. Sau thất bại đau đớn này, Trung Quốc đã không thể khoanh tay đứng nhìn Việt Nam, ngày càng được bạn bè quốc tế ủng hộ trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo để trả đũa các hành động tự vệ ngoài Biển Đông. Trung Quốc lặng lẽ xây dựng căn cứ quân sự và cho lắp đặt các hệ thống tên lửa hành trình ở huyện Ninh Minh thuộc thành phố Sùng Giả tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Căn cứ tên lửa này cách biên giới tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh 20 km. Thưa quý vị và các bạn, sau khi thất bại trong việc đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để khai thác dầu khí tại Biển Đông, câu hỏi đặt ra ở đây là Trung Quốc tiến hành đặt kho tên lửa ngay sát biên giới Việt Nam có âm mưu gì? Chiêu kéo dài thời gian rất đơn giản để tiếp tục đưa giàn khoan và đến cướp đoạt nhiều khí. Và nếu Việt Nam phản đối thì sử dụng căn cứ tên lửa này ngả sang Việt Nam để ép Việt Nam phải nhượng bộ. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có một số mệnh riêng cho mình. Số mệnh đã buộc dân tộc Việt Nam chúng ta phải nằm cạnh một người hàng xóm khổng lồ là Trung Quốc và sống chung. Cả một người khổng lồ tại đây gây chuyện khi chúng ta nhiều lần phải rơi vào những tình huống rất gay go, căng thẳng từ đảo quốc này. Trong hàng ngàn năm, Trung Quốc đã đưa cho Việt Nam nhiều bài toán hóc búa. Với trí thông minh và bản lĩnh của mình, người Việt chúng ta vỗ đùi đen đét vô cùng. Thời gian vừa qua, trên các trang mạng xã hội vừa dấy lên tin đồn với những hình ảnh từ một căn cứ tên lửa cạnh nước ta. Với như điều này là thật sự, Trung Quốc đang âm mưu điều gì đây? Phải chăng họ đang chuẩn bị để chiến tranh với đất nước ta hay sao? Để tìm hiểu vấn đề này, mời các bạn và khán giả cùng theo dõi trong bài viết ngày hôm nay. Năm 2000 vừa qua cũng chính là thời điểm chuẩn 75 năm Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Trong 75 năm qua, đây là một mối quan hệ hết sức phức tạp. Khi có thể xảy ra, chúng ta có thể thấy với sự hiểu nhau đến cao độ, người Việt Nam thừa hiểu những gì người Trung Quốc muốn và những gì chúng ta có thể cho phép. Nói không ngoa thì Việt Nam chính là nơi duy nhất có thể dùng từ duy nhất. Suy luận của người Trung Quốc lúc đó lại với chính họ, trong thời gian qua, mặc dù có nhiều thời điểm quan hệ hai nước xấu đi, trông thấy đến mức đã từng lôi nhau ra đấm, không trượt phát nào. Tuy nhiên, nhìn chung, Việt Nam chúng ta có thể ngẩng cao đối đầu với những gì đã làm, đặc biệt là trong giai đoạn này, ở Việt Nam đã gỡ bỏ được cái mác chiều, cũng như những người đến từ phương Bắc. Việt Nam có thể tự tin thực hiện chính sách theo của riêng mình, mặc dù cho những vật chất mà họ viện trợ cho chúng ta. Nhờ đó, chúng ta đã không bị bỏ rơi vào quỹ đạo của người khổng lồ này. Đến năm 1999, Việt Nam đã ký hiệp ước biên giới trên bộ với Trung Quốc. Từ đó đến nay, sau khi hoàn thành việc đóng cột mốc biên giới, chúng ta đã không còn phải lăn tăn nhiều về vấn đề tranh chấp biên giới như nhiều quốc gia khác. Giáp với Trung Quốc hiện nay, người dân hai nước có thể yên tâm quay lại mua bán hàng hóa một cách khá là thoải mái, hiên ngang. Qua một số hình ảnh vệ tinh cho thấy, Trung Quốc được cho là đang xây dựng căn cứ tên lửa đối đất không ở tỉnh Minh Tinh, Quảng Tây Trung Quốc. Nếu như các bạn chưa biết, thì địa điểm này nằm cách biên giới Việt Nam chỉ chừng khoảng 20 km. Ảnh vệ tinh cho thấy một trận địa tên lửa phòng không với vị trí không phải là radar và 6 điểm cổ lên để đặt bể phóng xuất hiện sát một đường băng quân sự. Dữ liệu vệ tinh cho thấy căn cứ quân sự này đã được xây dựng từ tháng 6 năm 2019. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trong buổi trả lời phỏng vấn báo chí sau khi nhận được câu hỏi thì đã cho biết sẽ xác minh thông tin trên. Còn câu trả lời sao nếu các bạn không biết thì đây chính là những hệ thống tên lửa dùng để đánh chặn các loại thiết bị bay nhờ tên lửa đạn đạo, máy bay cũng nhờ các loại UAV. Theo các thông tin trên, có thể thấy đây đúng là một loại thông tin chưa được kiểm chứng. Trên thế giới cũng như có rất nhiều những trận địa tên lửa chỉ một vị trí được chụp ảnh nhưng chưa thể khẳng định được điều gì. Tuy nhiên, thông tin này đã gây hoang mang cho rất nhiều người Việt Nam. Chúng ta đã gây sốt trên các diễn đàn và các trang đặc biệt về quân sự. Tuy nhiên, giả sử tin này là sự thật, thì sao các bạn nhỉ? Chẳng lẽ đây là cách đáp trả của Trung Quốc khi vừa nghe tin nước ta đã làm chủ được công nghệ với tên lửa đạn đạo hay sao? Liệu rằng nước này có gây hại gì cho nước chúng ta hay không? Điều đầu tiên cần khẳng định đó là căn cứ này hoàn toàn nằm trên lãnh thổ của Trung Quốc. Do đó mà chúng ta không có cơ sở pháp lý nào để ngăn cản hay là lên tiếng phản đối họ. Các bạn cứ thử nghĩ xem, sẽ ra sao nếu mà Việt Nam chúng ta xây dựng
trận địa tên lửa ở Hà Giang hay Sơn La, hay là bất cứ một tỉnh nào giáp biên giới Trung Quốc và cũng cách biên giới Trung Quốc khoảng 10 đến 20 km. Liệu rằng họ vẫn nặng nặc phản đối hay là đòi chúng ta chấm dứt hoạt động này hay không? Tất nhiên, việc triển khai một trận địa gần biên giới như vậy chắc chắn có ý nghĩa riêng về mặt chính trị và quân sự. Như các bạn cũng biết, việc đặt tên lửa cạnh một quốc gia khác là một điều tối kỵ trong quan hệ ngoại giao. Nó không khác gì việc một người cầm súng chĩa vào người khác, dù có thể là đùa vui, nhưng mà cũng không ai biết chắc được rằng lúc nào thì khẩu súng đó có thể khai hỏa. Trong những năm gần đây, nước Nga đã liên tục lên án NATO, đặc biệt là Mỹ, khi bố trí các loại tên lửa phòng không tại Ba Lan. Cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe tin tức thời sự của Việt Quốc Channel. Hãy bấm like và đăng ký kênh để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.